Dawn, game nhập vai hành động thuộc vũ trụ Vương giả Vinh Diệu của Tencent. Hiện tại, Tencent không giấu giếm tham vọng biến Vương giả Vinh Diệu trở thành một vũ trụ trò chơi với hệ sinh thái gồm rất nhiều trò chơi khai thác thương hiệu này. Không chỉ MOBA, ông lớn công nghệ của Trung Quốc còn đang ấp ủ các dự án trò chơi trải dài từ cờ nhân phẩm, hành động màn hình ngang tới thế giới mở. Và để hiện thực hóa tham vọng này, mới đây Tencent bất ngờ tung ra Reckon Dawn, đại hào phá hiểu, một trò chơi hành động đi cảnh màn hình ngang thuộc vũ trụ Vương giả Vinh Diệu. Trò chơi lấy bối cảnh giả tưởng kể về cuộc chiến mới của các anh hùng chống lại bản ngã của chính mình khi bất ngờ bị kéo vào một thế giới kỳ lạ được tạo nên từ chính tiềm thức của bản thân. Ở thế giới này, các anh hùng không phải chỉ chiến đấu để sống sót mà còn cần tìm ra lời giải cho việc trở lại với thế giới ban đầu của mình. Trong thế giới này, sức mạnh của các anh hùng sẽ bị phong ấn, những chiêu thức kỹ năng gắn liền với tên tuổi của anh hùng sẽ được thay thế bởi các kỹ năng và chiêu thức hoàn toàn mới. Vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế nguyên bản của thương hiệu, Reckon Dawn đã bổ sung một loạt các chiêu thức cũng như hiệu ứng hình ảnh đi kèm với các vị tướng thuộc vũ trụ Vương giả Vinh Diệu. Ngoài ra, đội ngũ thiết kế cũng đã có những sửa đổi về mặt mô hình 3D, chuyển động của nhân vật cũng như các hoạt ảnh để tối ưu hóa cho phù hợp với thể loại trò chơi hướng đến. Một điểm nhấn khác cần được nhắc tới là sự đan xen giữa cảnh quan giữa hư và thực trên thế giới tiềm thức của các anh hùng. Chúng pha trộn giữa các bối cảnh của thế giới Vương giả Vinh Diệu và trí tưởng tượng phong phú tạo nên cảnh quan riêng biệt và vô cùng độc đáo. Reckon Dawn sẽ kết hợp với lối chơi hành động chặt chém và đi cảnh màn hình ngang với điểm nhấn tính tự do trong việc sáng tạo của các tổ hợp đòn đánh. Theo đó, từ hệ thống chiêu thức cơ bản với 3 kỹ năng gây sát thương, một đánh thường và một nhảy, người chơi hoàn toàn có thể tạo liên hoàn hàng trăm đòn đánh lên kẻ địch. Tencent cũng thêm vào chế độ đấu trường BB để tăng tính cạnh tranh cho trò chơi. Tuy nhiên, thay vì các trận chiến theo hướng cơ bản với giao tranh và tiêu diệt nhau giữa hai người chơi, thì trận chiến sẽ được diễn ra trên một sân đấu ở không trung. Để chiến thắng, người chơi sẽ cần hạ gục đối thủ hoặc đẩy đối thủ ra khỏi sân đấu, giống như cách chơi của Super Mario Smash Bros.